xây nhà máy khổng lồ tại Berlin. Ông chủ Tesla tuyên bố sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe điện khổng lồ Gigafactory 4 tại Berlin. Tesla từng cho biết sẽ sớm tiết lộ vị trí xây dựng nhà máy Gigafactory châu Âu, dự kiến đi vào hoạt động năm 2021. Trong sự kiện trao giải tại Đức, Musk tiết lộ nhà máy khổng lồ mới sẽ được đặt gần sân bay Berlin mới, đồng thời cho biết sẽ xây thêm trung tâm kỹ thuật và thiết kế mới trong trung tâm thành phố. Hồi tháng 10, Reuters cho biết, Tesla sẽ sớm khởi động nhà máy sản xuất khổng lồ tại Trung Quốc trong bối cảnh không rõ lượng cầu, lao động và mạng lưới phụ trợ. Với kế hoạch xây dựng mới nhất tại Đức, Tesla sẽ có 4 nhà máy Mega Factory đánh số thứ tự từ 1 đến 4. Tesla Gigafactory 1 là nhà máy sản xuất pin lithium ion và lắp ráp xe điện đặt tại Nevada, Mỹ. Tiếp theo là nhà máy Gigafactory 2 tại Buffalo, New York và Gigafactory 3 đang được xây dựng tại Thượng Hải, Trung Quốc. Gigafactory 4 sẽ được đặt gần Berlin như thông báo mới nhất. Elon Musk từng cho biết, để lưu điện một ngày cho toàn bộ thế giới sẽ cần tới 100 nhà máy sản xuất pin như Gigafactory.